Rồi em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay thì em cùng các bác nghiên cứu máy này là máy 651. Máy 651 này thì cũng mới ra được năm. Máy này là máy của khách gửi sửa. Thì máy này là khách cũng xài được tầm cỡ gần 1 năm. Thì hiện tượng bây giờ nó bị đúc bê. Đấy, xiết bạc đúc bê. Đây, em tháo bít tông này cho các bác xem. Bít tông của 651 này thì nó là 56 mini. Tức là tính là bít tông nó lớn hơn bít tông 66. 66 của mình là có 54 mini. Còn anh này anh ý lên tới 56 mini đấy các bác. Tông lớn nha, lòng lớn lắm. Tháo ra cho các bác xem. Để các bác xem là nó núp bê như thế nào. Đấy, tại sao máy này lại bị núp bê xiết bạc đấy các bác. Máy này của cái chú này, chú làm bên Campuchia, làm cam bên cam các bác, gửi về sửa. Đây, bít tâm của nó đây. Đây, nó bị núp bê này các bác. Đó, các bác thấy không, xiết. Thì cái máy này có khả năng là cái chú này chú cưa bên cam á, mà cái nhớt của chú ấy, chú xài là chú mua bên cam. Mà đôi khi thì nó hết nhớt này là chú định lấy nhớt khác chú xài. Tức là cái nhớt của nó không có ổn định. Cho nên là em nghi là chú xài nên là nó hư, nó núp bê và là do nhớt. Đấy. Đấy. Đấy dê nè anh. À, tiếp các bác. À, thì đấy em nói đấy cho núp bê này, đó do nó núp bê rồi nó cào là xước hết cái nòng này, hư nòng luôn. Đấy, thì bên xăng này thì không có hư, nhưng mà bên bô này là do núp bê nó cào hết nòng luôn. Tức là này để nặng quá, tức là đây này. Đây này em nói các bác biết là dấu hiệu của nhớt này xài nè. Nhớt này là nhớt kém này. Bác thấy đóng vào nó đen thui này. Cái lớp đóng đây này. Bình thường mình xài đây á mà nó đóng cái lớp đỏ, lớp vàng đỏ đẹp á là nhớt mình tốt. Còn mà đóng đen đen vậy là biết là cái nhớt của mình cực kỳ kém này. Đó. Thì do cái này là bác ấy xài cái nhớt kém quá nên nó bị núp bê nóng quá. Nên là xước nòng bảo bi tâm luôn. Cho nên là quyết định bây giờ là thay bộ mới. À, nguyên nhân là do mình xài nhớt. À, thì nhiều bác hỏi em là xin lanh của này nó là bao nhiêu. Dạ bây giờ em tháo ra em biết nó là 56. Nó là lớn hơn máy 660, 66 mới có 54. Nó tới 56 lượng đó. Cũng to đó. Sao giật hơi nó mạnh. Đây, xin lanh và bít tâm mới của nó đây. Đây các bác. À, nguyên bộ của nó nên xài đây. Đấy, đó thấy không? À, nhìn cho nó xinh cho nó đẹp. Nói chung là bộ này là em thay đầu tiên rồi, mới có chú này thay đầu tiên rồi, cũng bán cho nhiều người nhưng mà chưa có ai phải thay. Chắc nguyên nhân chú này do xài nhớt nó không ổn định cho nên là nó mới hư thôi. Chứ cũng khó hư lắm đấy chứ. Ốc và ốc bạn chỉnh cái đầu rồi. Chỉnh ốc này bị hư, tháo này ra nó xả bỏ qua. À, giờ mình tháo cái cổ xăng mình bỏ qua đi các bác. Cô mua gì đấy? Rồi mình tháo cái cổ xăng và tháo cái nút xả này bỏ qua các bác nhé. Cái cổ xăng này, cái ống cổ xăng này các bác, thì nó cũng khác với máy 660. Nói chung máy này thì nó chỉ giống được cái chén côn này, nồi Abiza là xài chung thôi, máy 660.
còn cất cái là nó khác hết các bác, các bác không có xài chung được nhé. Xong con cũng khác luôn, nhọc gió khác luôn. Cổ xăng đây này, nó có cái khía đây phải đấy, in dấu nó ăn đúng cái này thẳng đây đấy, thẳng ngay chỗ này các bác đấy, đấy. Này có khía đây này, sao thật xuống đó đây rồi, OT con cá chê này, OT thì cho em nó vô đấy. Ý già rồi, sau đó mình siết em nó vô cái cứng em nó vô cho em nó thích thú các bác nhá. Cứng vô luôn rồi, đây là thông hơi, xả thông hơi, tháo nó ra, nó cứng thì chắc phải sụp súng nó bắn trồng vào đây. Nòng mới theo là nó không có nút xả này các bác nhé, bất kể một cái nòng nào nó đều không có nút xả, nó chỉ có cái con ốc, nhiều cái con ốc nhiều cái không có. À, thì nhiều bác hỏi mua nòng mới có nút xả không, dạ thưa đó là nó không có nhé, nòng mới nó nhiều khi nó có con ốc cho mình thôi chứ không có nút xả. Thông hơi này chết nó nè, chị em nó cứng lại. Máy này thì nó sản xuất tại Đức các bác nhé, nhiên là lì cứng quá. Oh, ok rồi, phần nòng nó xong, bây giờ mình chuyển qua gắn trái, gắn bít tông. Miền Bắc mình gọi là trái, cái này gọi là bít tông, bít tông bạc các bác ạ. Cái rãnh này của nó là cái bộ, một cái buồng gen này của nó là nó nhỏ hơn 66 nhiều các bác. Nó hạn chế rất là nhiều. Đạn này không biết nó còn xài đạn 2 tầng không, vô năng chứ, nó khác gen, nó khác ấy. Gen thì má gen cũng dày, dày như 66 vậy đấy. Gen này chắc là xài cũng được đấy, em thấy là cũng như máy này gần 1 năm mà thấy gen còn khá là ok, gen khá ok, tức là vậy là cũng xài cũng được. Máy này máy này tạm thời đấy, chưa có đồ lô đâu các bác, này phải lấy đồ chính hãng lắp thôi. Nào đi em coi xem này, đây đây chưa, đây mặt này lên đấy, cũng chưa đúng đòn, có lịch đòn chưa. Căn lại coi, tại cái máy này tháo lần đầu tiên là phải xem là cho nó chuyển xác. Rồi bên này ok. Mặt này đây chứ. Này ở đây. Rồi đây không đúng nha. Đấy. Đấy các bác muốn đo rang các bác thử cho em về. Mặt này mới là đúng. Vậy nên không. Mình nên nổ đây, mít xuống đây, đây là đúng nha. Là cái do này, cái móc này thì nó phải quắp xuống đấy. Đấy mấy cái móc này nó quắp xuống thì quắp lên đó, các bác đặt vậy đó, các bác nhìn vào nó chuẩn, nó ok đó, mình ngửa về xoay về đó. Rồi mình đặt nó vào vậy là nó chính xác đấy, nó không có bị lộn các bác nhá. Các bác làm vậy nó không có nộn ron, nó đúng ron thì nó kín, nó lịch ron thì nó xì. Nhưng mình nhiều khi mình không biết kiểu gì thì lần đầu tiên mình tháo ra thì mình cứ phải đo kiểu vậy. Con máy này thì lần đầu tiên em tháo thôi chứ chưa làm cái nào hết. Tại vì nó chưa có hư. Các bác là bất chấp có xài nhớt ra sao nó mới hư thôi, chứ thực tế
chưa có máy nào hư hết. Rồi gắn phe vô. Gắn phe ra cái mũi tên thì quay bên bô. Gắn phe bên này trước. Gắn phe này rất là quan trọng, các bác lưu ý các bác gắn nó phải đúng, phải chuẩn các bác nhé. Chuẩn không có nó dễ bị xúc phe. Xúc phe này ăn mày luôn. Cho nên mình gắn nó phải chuẩn. Các bác thấy em làm dễ là em quen tay rồi đó, chứ các bác làm nó hơi khó khăn đó. Chỗ này lên đây. Nếu mà các bác không có cái đồ kẹp bạc thì giống như của em này, thì các bác phải gắn bạc này vô nòng trước các bác nhé. Gắn vô nòng trước thì mình mới gắn vô sau thì nó dễ gắn được. Nếu mình phải có cái đồ kẹp bạc này, này thì nó các bác gắn như kiểu của em là không có được nhé. Các bác không có đồ kẹp bạc thì các bác phải gắn bít tông vô nòng trước. Gắn vậy thì nó hơi khó gắn phe. Đấy. Thì gắn kiểu gì cũng được hết á. Gắn nó hơi khó gắn phe thì em gắn được về cho nó dễ gắn thôi. Em có làm clip hướng dẫn các bác gài phe đấy. Này ở đây thì nó hơi hơi mờ, hơi tối, các bác nhìn không rõ được. Này vô. Cái phe nó phải tròn mà nó phải ngay các bác nhá, nó không được móp méo. Khó gắn đắp hết đi thì dễ thôi. Trái này nó hơi rộng cái đầu hơn là so với trái số 6, nên cái thế của mình không có. Trái số 6 là nó hẹp cái đầu. Rồi ok, cái đầu này đây là nó hẹp hơn, mình có cái thế mình cho nó vô. Thằng này nó rộng hơn nên nó không có thế, mình hơi khó gắn. Nếu khó thì cũng làm được. Không sao cả. Mình xoay bạc cho nó vô đúng vị trí cái hạt gô này. Mấy cái hạt gô này, mấy hạt gô này giống hạt gô 382. Nòng này thiết kế là giống nòng 382 các bác. Mấy cái nước đó giống 382. Mấy cái nòng này là khó vô bạc các bác. Các bác mà vô bạc các bác thận trọng nữa. Mấy khó vô bạc đấy. Nó không dễ vô như mấy cái thằng 381 hoặc 66 đấy. Gặp này em làm có 52 mà giờ cái nòng nó tới 56, to quá vậy không biết có vô không. Vướng cái tay cầm nữa chứ này. Loại nòng này nó hơi khó vô, thận trọng chú ý. Căng hết cỡ cho cái mốt phải làm cái nẹp khác cho cái anh này. Căng quá. Đấy, rồi ok, vướng anh này rồi, vướng cái tay cầm, tháo nó ra các bác cho nó dễ làm. Tháo nắp này ra.
Nhìn coi. Lắp lắp cho nó vô. Ý rồi, ok vô rồi, hên quá. Vô được là mừng lắm. Cái này nó cũng có hệ thống làm mát bít tông nữa. Nó sản xuất cái gì, nói chung mẫu mã giờ nó làm hệ thống mát bên trong là nó giống 382, gọi là hệ thống làm mát. Đây, cái chế của nó đây các bác. Gần giống 66 nhưng mà không có giống 66 nó. Tương đối giống. Bồ. Nồng. Cho ốc vào trước. Không có là không cho được. Đấy. Đấy, xong rồi các bác cho cái cổ xăng là đây trước. Đấy, các bác thấy không? Đó, cổ xăng này vào đây. Rồi các bác kéo cái giòn lên, cho cái giòn nó vào. Tôi coi cái bít tông nó nằm đâu đó. Này là nó dễ gắn hơn 382 đấy các bác. Đưa cái giòn lên cho nó nằm dưới đi, chút chỉnh sau. Nên nó bị cái nam châm này nó hút cái giòn lại, giòn nó bằng sắt, giòn nó bằng sắt thì cái nam châm nó hút nó cứ nhảy cái giòn đi chỗ khác, thế nó bị đẹp. Xuống đây. Đấy. Tiếp cho em nó vào. Lắc bây giờ. Lắc phải các bác nhé, đừng có kéo mà lắc lên thôi cho nó vô. Các bác kéo các bác giật là nó đứt, dễ bị đứt, nhất là cái lô để dễ đứt. Đấy, em nó ngay vô. Siết ốc. Rồi, một em, hai em. Em này chưa vô vòng. Hai em. Hệ thống công tắc này nó cũng khác cái 66 các bác. Nó cũng giống nhưng mà cấu tạo bên trong này nó khác các bác nhé. Ga giết hết xúc rồi. Rời ngoài luôn. Ba em. Bốn em. Rồi mình siết tạm vào đấy rồi mình giật coi nó nhẹ nhẹ. Đó, nhẹ rồi là coi như là OT. OT thì siết em nó vô. Đeo bao tay và siết cho nó cứng các bác nhỉ. Siết cho nó cứng vào. Toạc nó không đúng độ. Cho nên là siết nó không được. Siết cứng vào. Cứng vào. Cứng vào. Cứng vào. Nó lại xài ốc 6 các bác nhá. Mẫu này hơi khó toàn. Ôi, cứng nhờ. Ôi, ok. Ok. Ok, con cá tê. Tiếp theo là mình gắn cái chế vô. Đấy, thì sợ đi. Lấy kim nhỏ xíu, kim bộ. Bốn lỗ, bốn cạnh nhé. Thế khi mình gắn thì mình phải gắn cái này các bác nhé.
Nó cần na gì nhỏ nhỏ ở đây nữa không biết. Chưa biết đây cái này. Đâu em tìm hoa nó. Lần đầu tiên em tháo ra thôi các bác. Ở đây. Những chế này thì em thấy bán cho máy người ta xài thì thấy người ta xài chưa thấy ai phải chỉnh chọt chỉnh sửa gì các bác. Chắc chế xài cũng ổn định. Không đến lỗi bị trục trặc. Xài cả năm hơn năm rồi. Không thấy ai sửa gì về chế hết. Làm này hơi khó gắn. Này thì nó chắc đẹp, chắc hơn 66, nhưng mà gắn cái nổ này thì lại nó vô cần ga gấp nó vô, phải đẩy cái nữa nó xuống đấy rồi OT rồi cái cần này nghiên cứu coi. Giờ em mới tháo nó ra. Cái này mặt này nằm đâu? Đây chắc cái này nằm đây. Này vô đây các bác nha. Các bác thấy không? Coi xem nó vô chưa. Xúc rồi. Chưa vô sát cho nó. Sát vô. Đó, nó sát ở đây. Rồi rút này ra ống xăng vô. Không quên không gắn ống xăng nữa. Rồi xăng vô. Nọc gió của nó đây, nọc gió nó sai khác sẽ sáu các bác nha. Các cái máy 66 không có giống đâu các bác nha. Cho em nó vô. Tiếp theo bắt ốc vô. Tiếp theo cái điếu 8 đâu. Xịt cứng nó vào. Ở chỗ em là người ta chỉ xài Estin là nhiều các bác. Hu ít lắm. Cho nên là em sửa về máy hu nó ít. Nhiều bác cứ hỏi em sao toàn Estin nhanh hư mà không. Tại vì chỗ em người ta xài Estin không à. Người ta không có xài hu na. Máy Nhật bãi tặng không có xài máy ít lắm. Có mà rất là ít. Nên cái máy bãi em sửa đa số là ở nơi khác gửi đến cho em sửa đấy chứ. Máy ở đây thì ít lắm. Một là máy Trung Quốc mới. Hai là Estin. Đó, xài thông dụng hai loại đó thôi. Cũng có Nhật bãi, cũng có nhiều người xài Nhật bãi nhưng mà ít lắm. Cứng vô. Này còn là những ốp đây. Có cái miếng ốp bảo vệ bình xăng nữa này. Đây. Đó, bảo vệ đi xăng. Ốc này là ốc dài luôn ha.
cực dài luôn. 66 không bỏ vô được các bác nhá. Ốc này là ốc dài. Ốc ốc tay cầm này này. Đây hai ốc trên này cầm nó xéo xéo đi. Nó không có xài thẳng như trước nữa. Mà em nó xéo xéo méo méo đi. Nó xéo như vậy nó không có đụng vô cái lốc. Mấy 66 nhiều người bắt ốc dài quá đụng vô lốc. Lủng lốc 381 cũng vậy. Nên là máy này nó cải tiến là nó bắt xéo đi vậy. Thì nó không có đụng vô cái lốc, nó không bể lốc được. Nên là thiết kế cái hộp chỉnh nhớt trong. Rồi mình gắn đến cái bô rửa. Bô này thấy thiết kế nó cũng khá là dày các bác. Bô thấy dày lắm. Rất là bền hơn bô số 6 chắc. Rồi, có chiều nào. Đúng không? Chiều này. Đúng, quay vào đây. Thử các bác ạ. À. Điện thoại. Em đang quay phim các bác ạ. Chúc mẹ em nghe. Rồi, hai ốc bô dưới. Thôi con nào này. Hai ốc bô trong. Cái này bô thì đâu dài được. Tháo ra em để ở đây để em. Để em tháo là cả tuần nữa rồi. Lấy đồ. Cho nên là giờ em không nhớ. Thiếu ốc không biết nữa. Chứ mất con ốc. Chỉ cần hai con lắp con hai con này bô. Chắc hai con bô này nó bắt ốc ngoài chắc. Đúng rồi. Hai bô là hai dài đen đen này các bác. Đấy. Ốc bô này hơi bị dài các bác nha. Ốc bô này là ốc bô dài. Bô này là nổ kêu đã luôn đấy. Này nó thoáng ở đây luôn. Cho nên là kêu hơi bị hoành tráng đấy. Mấy ốc bô này xài 5 ly, nó không có xài 6 ly như mấy con 66. Rồi, xịt cứng vô. Cứ ngắt vô. Mấy bộ nữa thôi. Tiếp các bạn. Cái mũ này nằm ở đây các bác nha. Cho nó êm. Ốc này thì nằm ở đây. Cho em nó đầy đủ vô. Đấy, đúng nguyên bản nó đây. Chốc bắt nắp chụp lên là xong rồi đó. Nó OT rồi các bác. Cứng vô. Nóng này nó sát vô rồi. Rồi. Đi vô mình nổ máy coi coi. Đấy, buri sát quá phải chỉnh cho nó vừa đủ các bác nhá. Đừng đập này sát quá, nửa nó yếu quá mới đập sát các bác. Nửa máy mình bình thường đừng có đập sát quá. Cái nòng nó có thêm miếng mủ. Nếu con ốc này nó bắt chỗ này các bác nhá. Đấy. Tặng thêm đấy.
nòng mới, xi lanh mới nên nó có thêm cái đó. Đánh chắc là em chặt chắc là hơi bị mệt đó. Biết em chặt nổi không bác? Rồi mình nổ máy thử gọi. Rồi em mổ đi, em giặt cho nó dễ, em giặt không nổi các bạn, nặng quá. Bác nào mà giặt không nổi mạnh quá thì mổ em cho nó nhanh, em giặt mệt lắm. Ra ăn tinh hơi lớn các bác. Đó, ok. Đó, vậy thôi. Trời, hơi mạnh lắm các bác. Hôm nay coi như là em với các bác cùng mình ráp xong máy 651 rồi các bác, thay lòng xi lanh mới. Chén cô này giống 66. Ốp chân nam này thì cũng gần dài hơn 66 tí, gần giống vậy. Rồi, cuối cùng em xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác lần sau. Chào các bác.